Bọn mình đi vì hạ bay đôi chi bật tích lật thị bật chia tập tay mà chậm nốn phơ mình ban đôi bật tích cam bật chia tốt mùi phong bà uất luôn ai bật tích mà hàm nà căn lật thị bật chia tập tay chuộc chuồn bật tay tìm phót ca bật đánh bọc ở lật ca bật chụp bọc ở lật mùi mùi cứ ớt mình chút đầm năng ấy sao ớt mình hát phò sao bật nó chấp bằng khom ai khi chụp tại bà bà ní bật tích ảm rích bà xong mình dây bì bật tích ảm rích đã thân đặt nguồm bệnh mùi đang quạt chi bật thiên bởi là quạt bật thiên quạt chi chung chi ảm rích bà chẳng trong sông chung bò miền đi bà cừu pet nơi một tí pet xuân gia hiel sông on ra công tư một tí ca nghi cầu pi bật thiên một tí pet bằng chốt ca nghi đòi tọt khỏi họ bà cừu pet mà nè bạn ban bảo ra ca nghi nơi một tí pet xuân gia hiel nơi không bằng tú sóc tập chú khai cập bột đã miên đầm này chưa bật thiên này cục ma nâng bật thịt phu bốc ở lực trước ban bật thiên bật tiên bếp xâm rách xua ca nghĩa hai bật đánh chân bị bạc đầm viên bật tiên bếp tiền bỏ khóm đòi cháu tha phư khó lẽ khán nơi sẽ bạc ca nghĩa thường thường bỏ phọt tiết tôn nâng cao ạ ca nghĩa nâng bật đánh chân tiền bỏ khóm nì luôn với chạm đất lùi lý đà đài rô nâng cao cháu bật can bị bật tiên bếp hai lúc ban bằng chênh bật cảm giác khăng đòi xong cách ơn ra cung bi mặt trái bẹp bọn tam là dạy đi khách xong ơn ra cung rồi bỏ lúc bị chạm đất và lùi lý đảng đài xa tư mặt đi càng nghiệp hẹp và riêng rõ thà lúc mình ai tự tui cho bàn tê đòi mặt đi bếp cùng bàn trắp hẹp hoa cho bàn lọ đài nôm ao miên ca bằng chục rụp lộ lúc bị chạm đất trái ban mặt đi bếp chênh đi khách bà ca nghe nâng đồng rơi ai lưu bà cố sao ca rời giả lấy nâng bà mô xong rẽ ai ớt chanh chạm chanh bí bà đồng viên bế chứ bằng toàn không được dạp mùi màu gì thơ ca đôi xa hai này bà phúc đôi xe tế khang một tiên bế nâng phát đăng nâng cô ba ai mục chạc luôn tại bà đò cao bí ca bằng đành bốc lập chanh bí ca nghe bạc ní kê sẵn kê khơi tha một tiên bế khang lưu bàn hai con cầm lạc bà đạp bút bà cứ con rồi bọn hát mùi cọng một trong bạn về pet thả tiền đại chỉ riêng môi thôi ao lục kêu pet đại tới kia bật đại chân riêng rập thả luôn rong cả ảm mạch và khăn pi sầm nặng cầm kêu pet đôi khi nhớ nâng pi mà chuẩn chưa biết xét lược cầm kêu xa tạm đó tiếp theo nâng ca bật đánh kêu pet trên ca nghĩa đòi prapra cầm lang và đào ổn đi nẹ xa po miên vùng ai xong ca một lưu pi lục say khô ren na đơ Hanner 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 và thêm một tí pet xuân gia hiên bản tê Ren Hanner và có bản tài lô kinh su nì dụ và chạy cái tê nâng sở ma chức cho các bước nâng đầm nàng một tí pet bàn pháp tại sao bởi mình thá lô xong mình thuê ạ thay thịt bài nông rừng này tê hai lô bàn bỏng vai rồi xong nua tại ốc ai từ xua lô mê thể vì vinh và lô hâm hiền đại chứng minh cho vi ca biết đây ở một tí bên xuân giả hiếu bạn bắp cầm nẹ xa bờ mình thả mù là hết đại chuyên tên tòa cả bắt ác ca nghe lục rụp bệnh càng lớn cứ đòi xa tại lục rụp bệnh lúc bạn phơi khó lẹ khăn nên sẽ bắp ca nghe dàng cường ngờ có bật tay cầm hộp chẳng lúc cứ chìa vấy đại lục mê tử vi bùng bàn bắp nẹ xa lao đi lúc còn tại bản chết thả đòi túc ai ác tí ca nghe chỉ nẹ xâm rạch tệ tôn nâng ca viết ở việc bỏ lực nâng một tí bệnh đi lúc ưng bộ hình và thiên một tí ca nghĩa nâng bật đồng bà đá vì chi chi viết hai cầm bốt bà mẹ bà sang thả mình trái mình tí chùm liền nâng hai phía kỳ tài sau khang một chùm phía xa đã bây xùm đọc luôn lúc thả phê nít thật nâng ca sư bằng kết rừng hai phụng ai cầm nọt bán thả cạp ạ ca nghĩa đã bỏ được vụ phết khẳng lớn thơ trăm trấu rưu khỏi chẳng nào tì bà khá một tí pet khá một tí nâng tam đan còn tham tiền bà cua đồng lập phong đại thác ca vì bên mình bên đi có lọc miên bẩn đăng chứ chán từ căn một tí ca nghĩa ông bí rưu một tí pet mà không ai bộ cổ lực thua ca lưng màu cầm nọt hai có lọc miên chứ mua lục tu pet càng lớ lọc cho to và chứ mua một tí pet lúc phong này bà nì cứ tha một tí pet xuân giả hiền bà đại sát ta bật thiên một tí pet này dụ rô một tí pet này căn rõ tại ba một tí pet sát ta buộc cho một số ích bà sát ta bật tên cổ rộp lần thị bật chia ta bật tay cổ rộp sát một lúc bật tay bật chốc một lúc cư tha mà đó hai bật chốc liêm chanh thì khách bật chốc liêm hai bật chạm chanh
1 ម៉ោង បើ មិន ចាក់ ចឹង គេ បញ្ជា ផលិត សមត្ថ កិច្ច ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន ដោយ សារ អី ហ្នឹង បាទ ដោយ សារ ស្អី គឺ ដោយ សារ ប្រយោជន៍ អ្នក ដតី នេះ បង មួយ ដែល ថា គ្រូ ពេទ្យ ចេញ ហ្នឹង បាទ ដោយ សារ អី រឿង ទៅ ត វ៉ា រឿង អី ផ្សេង ផ្សេង នោះ បាទ ដើម្បី ឲ្យ បាន ផល ប្រយោជន៍ ដើម្បី ឲ្យ បាន លទ្ធ ផល ល្អ ទាំង អស់ គ្នា បាទ ចង់ បញ្ចប់ យើង ចេះ ពេក ហ្នឹង យើង ចេះ ពេក គេ ត្រូវ បញ្ចប់ យើង ហ្មង គេ ចង់ និយាយ ថា ហ្នឹង មេ ខ្លោង អញ្ចឹង បញ្ចប់ វា ចេញ ទៅ អញ្ចឹង នៅ ប្រហែល ជា រឿង នោះ វា មាន រឿង ពាក់ ព័ន្ធ ចឹង អញ្ចឹង ធ្វើនឹង គឺ ថា ដើម្បី ឲ្យ ប្រយោជន៍ អ្នក លោកគ្រូ ពេទ្យ នឹង បុគ្គលិក ពេទ្យ នៅ ក្នុង ហ្នឹង ណា ឲ្យ ទៅ រលូន ទាំង អស់ គ្នា ពេល ដែល រង ទុក គឺ អាត្មា អាត្មា ឯង បាទ តាម ពិត ប្រហែល ជា មាន រឿង ចឹង ចឹង កើត ឡើង ណា បង បាទ ព្រោះ មនុស្ស ពេល ខ្លះ តែ ចេះ ដឹង រឿង រ៉ាវ ច្រើន ពេក ដូច ថា គេ ទឹះ ដូច សម្រាប់ នៅ ក្នុង ភ្នែក ដូច ឆ្អឹង នៅ ទឹង ទឹង ពោះ ខ អញ្ចឹង ណា បាទ ត្រូវ ដក ចេញ ត្រូវ ជូត ចេញ បាទ អញ្ចឹង រឿង នោះ វា អាច ពាក់ ព័ន្ធ អញ្ចឹង ការ ប្រជុំ អញ្ចឹង ការ ប្រជុំ បុគ្គលិក មួយ មួយ ដូច បង មាន ប្រសាសន៍ មក អញ្ចឹង ខាង អាមេរិក នោះ អេកូ ច្បាប់ ការ ងារ អី មិន ណា អី ស្រួល បួល ផង បាន អី ហៅ គ្នា ទៅ ធ្វើ ជី បន្ទោស គាត់ កំណត់ ហេតុ អី ទៅ មូល ហេតុ អី ចេះ មួយ ចេះ មួយ ឥឡូវ ចេះ ប្រធាន ទី 8 ចេញ មក ឥឡូវ លោក ត្រូវ ចេះ ចេះ មួយ ត្រូវ ប្រជុំ ប្រជុំ បណ្ដោយ បាទ អញ្ចឹង ហើយ បាន គេ ថា ការ ប្រជុំ នេះ វា ហាក់ បីជា ដូច ជា តក កហល ហើយ មន្ទីរ ពេទ្យ នេះ មិន គោរព ច្បាប់ ការ ងារ សង្គម ខ្មែរ ទេ បាទ ហើយ ប្រទេស ខ្លួន ជា ប្រទេស មហា អំណាច ប្រទេស គោរព លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ ទៀត បាទ អញ្ចឹង សូម ឲ្យ អស់ លោក ពិចារណា លើ ច្បាប់ ស្រុក ខ្មែរ ឡើង វិញ បាទ បើ សិន ជា លោក គ្រូ ពេទ្យ នោះ បាទ TNM មិន គ្រប់គ្រង អ្នក ណា ទេ ហើយ មិន កាន់ ជឿ អ្នក ណា ទេ បើ សិន ជា លោក គ្រូ ពេទ្យ នោះ គាត់ មាន កំហុស អព មក ថា គាត់ ជួញ ដូរ គ្រឿង ញៀន បាទ គាត់ លក់ អាវុធ គាត់ ចាប់ រំលោភ លាក់ លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ នៅ ក្នុង ហ្នឹង គាត់ សម្លាប់ គេ អា ហ្នឹង យើង ចាប់ ប្រជុំ គាត់ ដោយ តក កហល ទៅ ប៉ុន្តែ បើ សិន ជា កំហុស ការ ងារ យើង មាន ច្បាប់ ណា ហៅ គាត់ មក អប់រំ លើក ទី 1 ឲ្យ គាត់ កែ ប្រែ លើក ទី 2 បើ គាត់ មិន កែ ប្រែ យើង ត្រូវ ដាក់ ឲ្យ ឧស្សាហ៍ វិទ ឲ្យ គាត់ ថា បើ សិន មិន កែ ប្រែ នៅ កំហុស គង យើង ខ្ញុំ ជា នាយក មន្ត្រី ពេទ្យ ត្រូវ តែ ប្រជុំ នៅ ថ្ងៃ នេះ បាទ នឹង បាត់ គេ ថា លោក គោរព ច្បាប់ លោក គោរព លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែ នេះ អត់ ទេ សូម្បីតែ តែ លោក គ្រូ នឹង គាត់ សរសេរ នៅ លិខិត របស់ គាត់ គាត់ សុំ ទៅ បង្រៀន សិស្ស 1 ម៉ោង សិន ក៏ មិន អនុញ្ញាត ដែរ បាទ ទៅ ហៅ គ្នា មក ដល់ ឲ្យ មក ជួប នៅ បន្ទប់ គាត់ ប៉ុន្តែ ដល់ ពេល មក ជួប មិន ទៅ ជួប នៅ បន្ទប់ ប្រធាន ទេ ទៅ ជួប បន្ទប់ រដ្ឋបាល បាទ ទៅ ដល់ បន្ទប់ រដ្ឋបាល គេ ឲ្យ កណ្ដាប់ សិលឹក ឲ្យ ញ៉េ ហើយ ឲ្យ គាត់ ដើរ ចេញ ហើយ គេ ដោះ សៅ ទាំង អស់ បាទ 1 ម៉ោង ទុក ពេល ឲ្យ 1 ម៉ោង បើ មិន ដើរ ចេញ សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ខ្លួន អី ក៏ ខ្លាំង អី ក៏ យ៉ាង នេះ អូតូ បន្តិច មក ដូច ចុច តេឡេ អញ្ចឹង សមត្ថ កិច្ច កង រា អាវុធ ហាន់ ក៏ ដូច ចិត្ត ទៀត បាទ បាទ ប៉ុន្តែ ធម្មតា ទេ ក៏ កម្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ សមត្ថ កិច្ច ជា នគរបាល យុទ្ធធម៌ តា គេ អញ្ជើញ គាត់ មក សិន ហើយ បាទ ប៉ុន្តែ ការ ខុស ត្រូវ គាត់ អត់ ដឹង ទេ បាទ ប៉ុន្តែ គាត់ មក ហើយ យក កម្លាំង មក កាង យ៉ាង សក្រៀង គ្រៀង យ៉ាង ហើយ សូម្បី តែ លោក គ្រូ ពេទ្យ គាត់ ឃើញ ដែរ មាន កម្លាំង ទៅ កង រា អាវុធ ហាន់ 4 នាក់ បាទ ប៉ុន្តែ គាត់ ទៅ តាម ការ ស្នើ សុំ ខាង ពេទ្យ បាទ ហើយ រឿង នេះ អញ្ចឹង ទុក ឲ្យ ក្រុម អធិការ កិច្ច គាត់ ដាក់ រក បាទ ហើយ សូម ឲ្យ ខាង សិទ្ធិ មនុស្ស បាទ ចុះ ទៅ មើល នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ហ្នឹង ផង បាទ